Em chào tất cả các bác và phiên sáng của em ngày mùng 3 tháng 6 nhé. Phiên sáng nay em lại lên đơn cho các anh chị. Bác nào mà thích mặt hàng nào thì cứ chốt lên đơn mặt hàng đó nha. Em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là cây trâu này. Cây trâu nguyên bản cực kỳ đẹp luôn. Đó, cây rất là to luôn các bác nhé. Năm vừa rồi để cho hoa năm đầu tiên này. Là bác nào mà yêu cây này sẽ ra hoa năm thứ hai nữa nha. Đó, cây rất là to luôn, cây lá mít này. Từ lá bên này qua lá bên kia là tầm 35 cm nha các bác nhé. Tầm 35 đến 37 cm nha. Cây cực kỳ to luôn này. Rất là đẹp, lá mít rất là dày luôn. Bác nào chốt cây này em để giá là 250k. Đây là cây gốc to này. Về cho các anh chị treo lên. Đó, đóng đinh ở đây này, treo lên thôi. Đó, nó đã cái nó mọc thẳng rồi. Và hình thứ hai là cây trâu rời. Một cây này, lá mít nha các bác nhé. Với lại mấy cây nhạn này, 1, 2, 3 cây nhạn này, 4 cây nhạn này. Và một cây trâu mít to đây này. Đó, thêm cây nhạn nguyên bản 2 cây này. Nó bác nào yêu đơn này em để giá là 150k. Đây là H2. Và H3 là cây nhạn to này, một cây này. Đó, cây to luôn nha. Hai cây này. Bác này yêu hai cây to này em để giá là 280k này. Hai cây to nhá, 280k rất là to luôn. Hình số 3. Hình số 4 là cây châu mít tiếp theo này. Đó. Bác này yêu cây châu mít này em để giá 180 nhá. Đây, cây to này bản lá rất là to luôn. 180k này. Và hình số 5 là cây trâu mít to tiếp theo này. Đó, một cây này. Hai cây này. Và ba cây này. Ba cây mít ngang nhau như thế này bác này yêu có giá là 280k. 280k đây này nha. Đây là hình số 5. Hình số 6 là em có gốc phi điệp này. Đó. Với lại cây kiến con này nha. Một cây kiến con nhỏ này. Đây, kiến con rất là nhỏ. Cây này là thân tơ này. Đó. Món này yêu bội này em để giá 200k thôi nhá. 200k này. Và hình số 7 nhá. Số 7 là cây cây hoàng nhạn này. Đó, cây cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Một cặp lá 2 3 4 4 cặp lá cây to này. Món này yêu cây này em để giá 170k nha. Cây rất là to luôn. Đó, hàng sáng chưa? Em chỉ có ít số đấy thôi. Còn bác nào mà chốt thì cứ chốt lên đơn rồi gọi điện về theo số của em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé.